Nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái là một loại hình du lịch dựa trên nền tảng của hoạt động sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, mô hình này phát triển khá nhanh, chủ yếu với các hoạt động như tham quan vườn, thu hoạch trái cây hoặc rau củ, đánh bắt thủy sản, tìm hiểu về quá trình sản xuất nông nghiệp. Tại Bình Dương, hiện có khoảng 10 điểm nông nghiệp sinh thái đang hoạt động. Các điểm du lịch nông nghiệp không chỉ tạo nên thu nhập, thêm đầu ra cho nông sản, mà còn tạo nên các hoạt động như vui chơi giải trí. Ngoài ra, đến với những mô hình nông nghiệp sinh thái, du khách được thưởng thức nông thủy sản sạch do chính tay tự thu hoạch và chế biến. Mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái có tên gọi Anh Sáu Miệt Vườn, nằm ở xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Mô hình được thiết kế đầu tư bởi hai thanh niên trẻ là Trịnh Văn Thông và Bùi Công Vinh. Hai bạn trẻ từng có công việc rất ổn định tại thành phố Thủ Dầu Một, nhưng rồi họ đã từ bỏ để trở về quê phát triển kinh tế trên chính mảnh đất của gia đình. Trên diện tích đất hơn 3 hectare, các bạn đã cải tạo quy hoạch trồng cây ăn trái như bưởi da xanh, chuối, măng cụt, chôm chôm và dành khoảng 1.000 m2 để đào ao, thả cá nhằm phục vụ du khách đến giải trí. Trong vòng hơn 3 năm, các bạn đã xây dựng nên một khu sinh thái như thế này. Thưa bà con và các bạn, hiện nay thì nhà nước cũng như là các cấp ngành, đặc biệt là ngành nông nghiệp thì cũng đang nỗ lực vận động và khuyến khích bà con nông dân ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất canh tác nông nghiệp cũng như là ứng dụng công nghệ số. Từ đó thì nâng cao cái năng suất cũng như là chất lượng sản phẩm. Đồng thời thì với việc mà ứng dụng công nghệ thông tin thì cũng giúp bà con quảng bá cũng như là giới thiệu sản phẩm đến thị trường một cách bài bản hơn. Và hiện nay thì đã có rất nhiều bà con nông dân cũng như là những thanh niên trí thức trẻ với sức sáng tạo và đam mê ngành nông nghiệp cũng đã chuyển đổi mô hình từ sản xuất nông nghiệp truyền thống kết hợp với canh tác hiện đại cũng như là áp dụng công nghệ số để từ đó phát triển mô hình du lịch sinh thái, bước đầu đã ghi được nhiều dấu ấn. Và hôm nay thì chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với bạn Trịnh Văn Thông ở vùng đất Phú An, thị xã Bến Cát. Bạn đã từ bỏ công việc hấp dẫn ở thành phố để về phát triển nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ cũng như là công nghệ 4.0 vào phát triển mô hình canh tác nông nghiệp. Và bạn đã kết hợp với du lịch sinh thái và bước đầu thì đã có được một số kết quả đáng ghi nhận. Chào em. Dạ, xin chào chị. Có thể nói rằng nhìn qua cái mô hình của em thì có những cái mà rất là mới, rất là khác so với những cái mô hình mà du lịch sinh thái ở địa phương của mình. Thì em có thể chia sẻ cái bước khởi đầu như thế nào để khi mà mình có một cái nền tảng sẵn có rồi mình từ đó mình phát triển thêm thế nào để đến nay thì đã hình thành một cái mô hình như thế này. Em là xuất thân từ là đứa con của nhà nông, được cùng với cha mẹ và ông bà sinh sống trên mảnh đất Phú An Hân Hương này, cùng làm nông nghiệp là trồng cây lúa nước, trồng rau màu. Thì xuất phát từ thân từ nhỏ cho đến khi lớn tốt nghiệp đại học và đi làm ở môi trường văn phòng. Cùng thời điểm đó thì em có những sản phẩm nhà vườn để cung ứng bán ra ngoài thị trường. Thì lúc đầu ban đầu ở nhà vườn thì chỉ có bán ra chợ quê số lượng nhỏ lẻ hoặc là cho những bà con hàng xóm gọi là trao đổi qua lại với nhau. Thì dần dần em nảy ra những cái ý tưởng về thi mà tại sao sản phẩm của mình chỉ bán gói gọn trong một cái xã, một cái quê nhỏ mà không đẩy xa hơn chút xíu lên cấp thị xã và thành phố. Thì từ ý tưởng đó là em đang làm công việc văn phòng thì em đem sản phẩm này đến cho mọi người trải nghiệm trước, cho mọi người ăn được, ngửi được, ngắm được, nhìn được và cảm nhận được sản phẩm quê thật sự là chắc và ngon, ngọt và đảm bảo an toàn. Đó là ý tưởng đầu tiên của em. Sau đó là em cho các bạn bè và những người đồng nghiệp trải nghiệm cùng với khu vườn nhà. Thì khu vườn gồm có những cây ăn trái theo mùa, dụ, măng cụt, chôm chôm, sầu riêng, bưởi, ổi. Thì từ lúc đó các anh chị, cô bác và những bạn bè gần xa cảm nhận được cái sản phẩm của anh Sáu Miệt Vườn làm ra là sạch, an toàn và đảm bảo chất lượng và được sự phản hồi tích cực và tạo cái năng lượng tích cực cho em và động lực cho em để phát triển thêm cái mô hình là xây dựng thêm một nhà vườn. Dần dần em nảy ra ý tưởng sâu rộng hơn, hoạch định trong đầu là 10 năm đến 15 năm mình sẽ phát triển một cái mô hình nhà vườn như thế nào đó để mọi người có thể tham quan được, có thể trực tiếp trải nghiệm được và nghe, nhìn thấy và hưởng hết tất cả những cái hương vị của quê hương giống như hồi xưa ông cha ta cảm nhận được. Tại vì với một cái cơ chế nền công nghiệp hiện đại bây giờ và đặc biệt tỉnh Bình Dương là công nghiệp hóa hiện đại hóa, nó quá là thật sự là nó quá là năng động và sáng tạo, nên là cái khoảng không gian riêng nó không có
và một cái sân chơi để về lành mạnh với thiên nhiên, gọi là gần gũi với thiên nhiên, thì nó càng ngày càng bị thu hẹp dần. Thì từ những ý tưởng đó và từ những cái đam mê, xuất phát từ lòng đam mê và xuất phát cũng vì muốn giúp cho gia đình có một chút xíu kinh tế, hoặc là cung ứng sản phẩm này cho gia đình khi mà mùa vụ nó nhiều trái và không bán ở chợ quê nữa mà sẽ đi ra thành phố hoặc là các tỉnh thành lân cận. Thì từ những ý tưởng đó em tập kết dần dần, và từng giai đoạn em xây dựng. Giai đoạn đầu tiên là em xây dựng là cơ sở mặt bằng, là vườn mình phải củng cố, mình cải tạo, mình set up lại, mình bài trí bố trí và mình làm cho nó tươi tốt, cây cối phát triển, không sử dụng thuốc hóa học, không sử dụng thuốc từ sâu để làm ảnh hưởng đi tự nhiên, ảnh hưởng đi những côn trùng kiến hoặc là những cái vi sinh vật hệ sống có lợi cho đất và thân cây và lá cây. Thì từ đó em kết hợp với mô hình là hữu cơ hóa và làm một cái chuỗi hệ thống tuần hoàn từ cải tạo đất cho đến khi hình thành một cái vùng đất nó tươi tốt và để trồng cái cây để cho các bạn để ăn và hưởng thụ như thế này. Đó là cái cơ sở ban đầu. Thì từ lúc đó tiếp tục nữa, em mới nảy ra những ý tưởng. Ý định là gì? Cho các bạn tham quan, hoặc là cho những bà con, bạn bè xa gần tham quan. Nó có đầy đủ, gồm có cảnh quan, ao, cá, sông, vườn, trời lá, v.v. Kết hợp đó hướng với cái sự tự nhiên, một cách tự nhiên, không sự nhân tạo hóa, và cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Đến với anh Sáu một ngày, chúng ta trải nghiệm, chúng ta cảm nhận được trọn vẹn một ngày, sự hạnh phúc và bình yên, và mang lại đến một cái giá trị là tinh thần. Cái từ cái ý tưởng rồi đến khi mà mình biến nó thành hiện thực á, thì nó là cũng một quãng đường, cũng là phải nói rằng là không ngắn mà cũng không dài, đúng không? Dạ. Thì bạn có thể chia sẻ những cái khó khăn cũng như là cái việc mà quảng bá giới thiệu để đến bây giờ thì cái thương hiệu mà gọi là Anh Sáu Miệt Vườn á, nó cũng là một cái tên gọi cũng là rất là thân quen. Đầu tiên Anh Sáu Miệt Vườn là cho mọi người trải nghiệm cùng với Anh Sáu, là đem trái cây xuống tặng nơi cho mọi người ăn, ví dụ như ổi, chôm chôm, măng cụt, cam, là ăn để cảm nhận và sự phản hồi, để coi có ngon hay là chua hay là có những vấn đề gì không. Thì từ lúc đó sự phản hồi mỗi ngày đến thứ sáu, có những người ăn có thể nói là ngon, có thể người nói chua ngọt, nhưng như chưa cùng đó là cái giá trị và cái sản phẩm của từ nhà vườn mình làm ra đến tận tay người tiêu dùng. Có nghĩa là kênh quảng cáo Anh Sáu được đầu tiên làm là cái kênh là không có truyền thống nữa, mà là trực tiếp đến người tiêu dùng luôn, từ người nông dân cho đến người tiêu dùng, và người tiêu dùng sẽ phản ánh trực tiếp đến Anh Sáu. Thì dần dần cái cơ duyên đó bắt đầu nảy trình lớn lên. Khi Anh Sáu cho bạn một triệu trải nghiệm rồi, Anh Sáu bán trên các nền tảng không thông tin. Ví dụ như đầu tiên Anh Sáu sẽ là Facebook. Anh Sáu đăng tin cách thức làm vườn, chia sẻ hôm nay mình có trái này, chia sẻ vườn hôm nay Sáu thu hoạch được cái này, và chia sẻ dần dần. Rồi sau một khoảng thời gian 2-3 năm, mình mới cảm nhận được là mình cần phải quảng cáo thật sự đúng và quy mô hơn và trên nhiều nền tảng hơn để mọi người biết đến mình. Thì mình chuyển qua nên Zalo và TikTok. Thì mình thấy được cái sự phản ứng các bạn là thích đến trải nghiệm, đặc biệt là giới trẻ vào những dịp cuối tuần thích đến trải nghiệm, thích đến một cái nơi xa, từ khu như Mộc về đây thì khoảng tầm 15 cây số thôi, chúng ta có một cái điểm để check in giống như miền Tây, có cảnh sông nước nè, rồi có ghe nè, rồi câu cá nè, rồi vô vườn trải nghiệm là hái trái cây ăn, cùng ăn cơm với Sáu, là cùng ra vườn hái rau ăn cơm. Đó là một trải nghiệm rất là thân thiện. Thì từ lúc đó Anh Sáu có thêm động lực của các bạn nữa là chia sẻ tiếp. Thì dần dần kênh Anh Sáu Miệt Vườn được mọi người biết hơn trên qua không qua nền tảng Facebook, Zalo và TikTok, và một cái kênh nữa là YouTube TV là Anh Sáu Miệt Vườn, cũng chia sẻ cuộc sống về làm vườn, chia sẻ về mọi người về cuộc sống. Một trong những cái yếu tố mà làm nên cái thương hiệu Anh Sáu Miệt Vườn cũng như là mình thu hút được các gọi là du khách đến đây thì không thể nói đến các yếu tố chất lượng của sản phẩm. Vậy thì bạn đã làm như thế nào để trái cây của mình nó có vừa có sản lượng này, vừa có chất lượng? Bởi vì là mình đã biết rằng là mình cái mô hình mình mở ra ở đây là không phải là mình là mình là mở gọi như là phun hết thời gian, đúng không? Mà mình sẽ kết hợp với việc là mình cung cấp sản phẩm ra thị trường nữa. Cái tâm là mình làm sản phẩm là mình phải sạch trước đã. Sạch ở đây có nghĩa là gì? Là đảm bảo về an toàn, không ảnh hưởng về cái nào chất hóa học, ảnh hưởng sức khỏe đến người tiêu dùng. Vì sao? Vì khu vườn của Sáu là sao? Ngày nào Sáu cũng ra vườn, không thể nào xịt thuốc hoặc là gì nó tác hại đến môi trường, thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp với bản thân con người. Nếu mình lợi ích về kinh tế, làm cho cây trái mà có đạt năng suất, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải sử dụng các thuốc hóa học và kích thích. Điều đó đương nhiên, nhưng mà đối với Sáu, Sáu hạn chế và tối đa không làm cái điều đó. Cho dù năng suất của Sáu có thể giảm hơn, nhưng mà cái chất lượng của Sáu vẫn là ưu tiên hàng đầu. Và cái tâm niệm của Sáu làm ra để cho mọi người biết đến sản phẩm của Sáu là gì? Là sản phẩm Anh Sáu tuy bán nó ít, nhưng mà cái giá trị Anh Sáu đặt cho bạn là ăn đảm bảo an toàn.
Vậy nếu khi mà mình đã đi vào cái con đường hữu cơ thì cái việc mà nó có ảnh hưởng đến cái năng suất không? Anh Sáu đã bỏ qua thời gian khá là dài, suốt hơn 3 năm để cải tạo đất, làm cho đất nó hạ phèn, làm cho đất nó từ bạc màu trở nên đất có vitamin và dinh dưỡng. Một cái sinh thối đất làm cho cây trồng có thể gửi bám vào trong đó và phát triển lên. Đó là một cái quá trình cực kỳ dài và đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức và đòi hỏi chúng ta phải kết hợp với khoa học công nghệ và với những sản phẩm hữu cơ và những loại ủ men vi sinh. Chúng ta sẽ tưới vào trong đất đó để cho đất nó tươi tốt. Thì sau đó chúng ta đặt để lên một cái cây nào đó chúng ta trồng theo mong muốn. Và chúng ta sẽ chăm sóc theo dạng hữu cơ để cho giúp cái cây là anh hãy mạnh cái rễ, sau đó phát triển tới thân và lá và tất cả các hoa. Thì nó là sự đồng bộ kết hợp thì nó mới đảm bảo được 50% là cái giá trị là cốt lõi là sản phẩm sạch. Đến nay thì đã có những cái kết quả như thế nào? Du lịch miệt vườn hay gọi là du lịch sinh thái miệt vườn, đặc biệt của cây ăn trái là gì? Nó là vào thời vụ, nó không có quanh năm được. 6 sản phẩm trồng chính ở đây là sẽ chỉ hiệu là gồm có bưởi, ổi, sầu riêng, chôm chôm với tổng diện tích là hecta là hơn 3 hecta. Đó là tổng là vườn tạp, gọi là vườn đa, do nhiều chủng loại, không có riêng một loại. Và riêng 2 mẫu 6 đây, nhân 6 sẽ cải tạo được 4 năm rồi, là trồng chuối, chuối xứ lùng, sim lùng để phân phối ra thị trường ở bên ngoài. Nói về trái cây, măng cục, chôm chôm, sầu riêng thì cái kênh của anh Sáu là nhờ vào bà con thương yêu và tin cậy và được bạn bè hỗ trợ giúp đỡ và mua ủng hộ và cũng như là đem đến tận tay sản phẩm người tiêu dùng á, thì một phần của anh Sáu đã đưa vào người trực tiếp người tiêu dùng, phần còn lại anh Sáu đưa vào một cái cách nhỏ của siêu thị, là bán vào những cái trung tâm đầu mối thu mua của siêu thị. Có thể thấy việc chuyển đổi mô hình nông nghiệp truyền thống sang mô hình du lịch sinh thái đã giúp cho nông dân có thể làm giàu từ chính thửa ruộng, mảnh vườn của mình. Hiện nay cùng với xu hướng du lịch về với thiên nhiên đang được ưa chuộng, thì du lịch nông thôn cũng được coi là tiềm năng để các nhà vườn khai thác và phát triển. Đây cũng là định hướng của ngành nông nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2030, với mục tiêu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái gắn phát triển du lịch. Tuy nhiên, các cấp, các ngành, địa phương cũng cần tuyên truyền sâu rộng đến nông dân ý nghĩa của việc sản xuất nông nghiệp sạch phục vụ du lịch sinh thái. Điều này không chỉ mang đến lợi ích ở việc bán sản phẩm, mà còn đem đến nhiều lợi ích như phát triển các sản phẩm dịch vụ đi kèm.